à, ờ, xin chào tất cả các bạn nữa nha à, chiều mát mát đem cái à, bồi ấp đi à, tập con chim đây chơi nè các bạn sẵn tiện à, chia sẻ với các bạn một câu chuyện về nuôi chim các bạn đây mình mới lấy con chim này trên cây xuống mới bỏ nó xuống đây con này chỉ có một chân thôi nha các bạn không có hai chân chỉ có một chân thôi biệt danh nó là thiết một chân á một chân nhưng mà mình vẫn nuôi các bạn mình vẫn nuôi vẫn chơi vẫn làm mồi ok vẫn bắt bổi bình thường nha bây giờ trong lòng nó đứng hơi khó quay này chân trái của chim này nó bị cục một khúc từ ở dưới cổ lạnh nó xuống ở dưới bàn chân các bạn từ trên đùi nó đấy xuống ở dưới bàn chân nhưng mà mình mình vẫn nuôi vẫn chăm sóc nó bạn nhìn thấy con chim nó bóng rậy không nó là một con mồi cây con này không hậu lỡ lúc có hậu lúc không hậu đa số là không hậu nghe các bạn con này mà nếu mà đi đánh đánh mồi cây các bạn thì các bạn nhìn các bạn sẽ thấy nó vui lắm nghe tới cười lắm nghe tại vì nó có một cái chân nè à. nó đứng ở trên đây là anh gù ngã lên ngã xuống nó trầy trật lên trầy trật xuống cho nó nhìn tới cười ghê lắm mình nói chung là mình cũng đam mê hâm mộ mình chơi nay mình nuôi nó nữa nay là cũng 4 năm rồi đó các bạn chim mình treo lên cây không mà thành ra nó không có cho nó dạng người để mình chơi cho nó lâu có nhiều bạn mới nuôi con bổi lên này nó ghiền người mất luôn hay là chơi không được bắt bổi nó không có nhiệt tình muốn cho con chim mình nó bắt bổi mà nó tích cực nó nhiệt tình là mình đừng cho nó dạng người thứ nhất thứ hai nữa là teo ní người ra các bạn để mình găm cái bổi ấp xuống anh nghe mình Lâu nay là mình chơi cây nó thôi nha Bách cũng được khá nhiều bổi rồi đó các bạn Có tật Nhưng mà có tài Tật này tật nặng luôn nha Chứ không phải tật nhẹ đâu Nhưng mà mình thương yêu nó Mình đam mê mình chơi thì mình vẫn chơi các bạn Con này thì mình lên video đầu tiên nhé Hồi giờ mình chưa có chia sẻ đến các bạn biết con này lần nào đâu Rồi chờ mình tới nha Sang chim qua nè để nay mai mình cho nó chơi đất thử như thế nào <laughs> cho nó chơi cây không mà nó cù tất cừ nhiều người là người ta bỏ rồi đó các bạn nhưng mà mình thì chim vẫn nhiều Vẫn phải là ít đâu nghe rất là nhiều chim mà vẫn chăm sóc vẫn nuôi nó lên thành một con mồi nó cục lấy chân nó là hồi từ cái hồi mà bẫy ngoài rừng nha các bạn. Đây này bạn thấy này rất là tội nghiệp nha đó. Phía bên trái nó là nó chỉ có cái đùi không à còn phía bên phải nó là chân bình thường nha. Uhm. nói chung là rất là tội nghiệp các bạn hồi lúc mình bắt nó thì con chim này mình cũng không hiểu là nó, nó bị đứt cái chân nó là từ đâu nghe hồi lúc mình bẫy nó thì nó đứt cái chân mà nó yếu chim lắm mình thấy thôi mình tội quá là mình nuôi luôn các bạn mình thấy nó chơi cái chân này <laughs> khó là dính dính giò tại vì nó có một chân à nó nhảy đi rồi quẩn rồi ra rồi ngã lên ngã xuống là giò nó quơ là ngã hết không có dính giò đâu các bạn à, lâu lắm thì mới dính dính được có một chân dính có cái móng không à là mình về là, là mình quyết tâm mình nuôi nó lên con mồi mình giữ lại mình thấy cái dàn quy dàn cườm chim rất là đẹp con này thì cũng khá là ổn, khá là tốt, cũng nước cũng đầy đủ luôn các bạn. giọng đó là hồi, lúc trước là mình nghe là không hậu nhưng mà khi mình nuôi ra thì chim bay ra này, cù bay ra này. Khi mình nuôi ra thì mình thấy nó có một hậu lỡ nhị đó. thành ra là mình nuôi luôn tới bây giờ luôn này bốn năm là thành thành mồi rồi thành mồi cây rồi bây giờ là đã bắt được uh, chắc cũng tầm mười mấy hai chục con bổi đó các bạn tầm mười mấy con bổi mình bắt là bắt gần thôi không có đi xa tại nó có một chân à đi xa thì uh, mình cũng muốn đi xa tại vì mình <laughs> chơi mình nó một chân nó kiểu như nó bị lỗi thì mình cũng không có thích khoe khoan gì với ai hết mình cứ chăm sóc mình nuôi nó thôi bây giờ nó ở với mình nó sướng hơn ngồi thiên nhiên thì mình chăm sóc nó thôi các bạn đây đây này nó đứng này nó, nó nó, nó nó đứng nó dựa vô trong cái đùi đó nghe bây giờ chỗ đó nó chay rồi với một cái chân bình thường phía bên kia để bữa nào mình mình đi bãi cây mình đem máy quay mình quay test cho các bạn xem tại vì điện thoại quay bãi không được bạn. Mà, mà nay bãi cây thì khó. Chim về đấu ầm mầm vậy chứ mà đa số là đi hết. Nó nó khó nhảy lắm. Mùa này cái mùa chim nó thay lông nó còn đang xuống chim đó bạn đó chỉ có một chân thôi nha thiết một chân mà thấy người nó gô nó thấy người nó nhát tại vì chim mà chim rừng không có để nó dạng người mình chơi cho nó được lâu thành ra một con mồi mình chơi như con mồi mình chơi đây tới nay là cũng tính ra cũng mười mấy hai chục năm rồi vẫn chơi bình thường nha vẫn tốt vẫn bắt bội bình thường ấy như một con mồi mới vậy đó đừng có treo nó gần người quá chỉ treo xa xa người ra là nó cái lúc mà nó nổi lên rồi đó các bạn lúc mà nó nổi lên rồi mình treo xa xa người ra còn bối thì treo gần người vẫn được không sao bối treo gần người này nó dạng cho nó chuẩn nó chuẩn chim Nhưng mà khi mà nó nổi lên bắt đầu nó gáy gù nhiều tại vì mình đi qua đi lại là nó tưởng bộ mình là 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 gáy gù nó nghe nó tưởng bộ mình là chim ấy là nó nó gù nó gù người thành ra là nó lên chim khách mất nên là cái giai đoạn mà nổi nổi mạnh lên rồi là treo càng xa người càng tốt vánh người chân đồ chân to đã lắm nha dần quy dân, dân cườm đều đẹp hết mà bây giờ kỳ chim nó không ở gù đâu nghe chỉ có treo lên này bắt chim nó mới gù chim nó có uh, chim mồi nó hay vậy lắm có con thì bạn kìa nó gù liền nhưng mà có con bạn kìa nó không gù nhưng mà nó nó ra, nó ra rừng nó lại bắt chim bình thường con này mà nay mai mình <laughs> mình cho đất <laughs> nay mai mình tập đất ok rồi cái mình cho vách đất mà đặt máy quay coi nó gù chơi nha ngã nghiêng ngã ngứa cười lắm nha nhưng mà không sao hết nha các bạn bình thường hết lâu lâu thả nó xuống đất cho nó anh nha <laughs> mình ở trong núi nên là chỗ treo chim nó bây giờ nó nhiều lắm các bạn ơi đây muốn treo đâu treo này cây không này muốn treo nó treo mà chim bổ chim bổi ở đây nó cũng khá là nhiều nữa luôn ngày nào nó cũng quấn vô nó gù nó đấu hết á thành ra kia bìm bịp bay kìa Đấy, rồi đó chung nhau làm đó <laughs> ở đây bìm bẹp trồn sắp đồ chim này chim nọ khá là nhiều cu này cũng để ý đến bườn biệp nha các bạn bị biệm nó cũng ăn cu á nó giết cua mình ăn luôn á thành uh, mấy con chim mà treo bên ngoài rồi để ý bường nhưng mà chim mình tại vì mình nó cũng bường biệp nó 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 quen rồi giao biết nó mình thấy nó cũng có ăn lâu lâu mới dính con thôi. lâu lâu nó mới ăn con thôi, chứ còn ít ăn lắm nhưng mà có một số bạn treo là hay bị nhưng mà ở đây mình mình thấy bùn biệp nó cũng ít nha ít ăn bùn biệp thì nhiều nhưng mà nó ít ăn chim Ừ, đứng tương không? <laughs> treo cây lên là gây liền mà đất thì chưa tập nha đang mới có thả thả đây cho vui thôi chứ còn chưa có tập để nay mai tập cho nó nhuyễn luôn giữ nó mình chơi <laughs> nhìn nó cũng thích các bạn ơi có những cái nó độc ở lạ mình giữ mình nuôi mình chơi <laughs> thiết một chân á <laughs> rồi thấy mình quay video về chú chim này cũng như để các bạn biết là chim là mình chơi nó thì mình cũng phải thương yêu nó nha các bạn, chẳng phải chim là chơi là phải nhẫn nhạy có nhiều bạn nóng tính quá là đập đổ đá rồi là khó không có chơi chim được đâu, tại vì con chim nó là động vật mà nếu mà nó nó, nó là động vật thì nó không phải như cái máy móc mình, không phải mình muốn nó lúc nào cũng được hết đâu có thể ngày được ngày không, có thể có bữa ra nó chơi, có bữa ra nó không thì nó là động vật mình phải chăm sóc nó cân này nọ nó, nó mọi thứ nữa đó. Chơi chim nó phải nhẫn nhịn như vậy đó. Chứ còn bây giờ máy móc thì các bạn cầm để lo bạn bấm ra thì bạn muốn kêu thì bạn bấm nó kêu, bạn muốn dừng thì bấm nó dừng. Nhưng còn đây là nó động vật. Bữa nó sung là bữa nó không sung. Bữa là ra là chơi ót ót liền, có bữa là nó chậm tí tại vì động vật nó là phải như vậy tất cả con chim đều như vậy hết chứ không phải là cứ ra là chơi từ sáng tới chiều Có nhiều bạn hỏi mình là có buổi nào về tập chơi liền được hay không mình cũng chia sẻ với các bạn là buổi là buổi còn mồi là mồi nó khác nhau một trời một vật buổi là phải về nuôi thêm nữa còn mồi là mới về chơi đó. chơi là phải nhẫn nhịn từ từ bình tĩnh thương yêu chim là, chăm sóc chim là cái cái đó là cái quan trọng nhất nó can lửa nó tốt nó can lửa nó mạnh chim à, lúc đó là nó chơi là mới hết cái công lực của nó rồi thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nha mình à, cho nó ăn tí đó được rồi các bạn giờ mình bỏ nó vô trong cái lập mình đem vô lại nha rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha